Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 1 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay, có những tin đáng chú ý sau đây. Xây dựng thí điểm làng đô thị xanh tại xã Xuân Thọ, Đà Lạt. Lâm Đồng xây dựng thêm 30 chuỗi liên kết giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm. Làm gì để thu hút đầu tư bền vững? Bảo hiểm nông nghiệp vẫn dừng ở mô hình thí điểm. Tỷ lệ tăng lương của châu Á nhanh gấp 10 lần các nước G20. Tinh thần nhiệt huyết của người bí thư. Bây giờ là nội dung chi tiết. Với mục tiêu hướng tới xây dựng một đô thị xanh với không gian xanh và phát triển bền vững theo xu thế tăng trưởng xanh, đồng thời thực hiện quyết định số 704 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành đề án thí điểm xây dựng mô hình làng đô thị xanh tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Theo đó, thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với phạm vi gồm thành phố Đà Lạt, các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà. Tổng diện tích tự nhiên toàn vùng gần 3.360 km2. Để Đà Lạt phát triển bền vững và trở thành thành phố cấp vùng hiện đại, mang tầm quốc gia và quốc tế, Lâm Đồng là tỉnh đầu tiên của cả nước đề xuất Chính phủ cho xây dựng mô hình làng đô thị xanh, với đặc trưng là thành phố trong rừng, rừng trong thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chọn xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt là địa điểm đầu tiên để thực hiện dự án xây dựng làng đô thị xanh trên địa bàn tỉnh. Đề án xây dựng thí điểm làng đô thị xanh thành phố Đà Lạt tại xã Xuân Thọ nhằm xác định những cơ sở khoa học, phát thảo mô hình làng đô thị xanh, bám sát yêu cầu thực tiễn trước khi nhân rộng mô hình này cho các đô thị vệ tinh trong vùng phụ cận. Trên cơ sở đó, làng đô thị xanh là phân khu đô thị thuộc quy hoạch chung thành phố Đà Lạt để hình thành một khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp khu nhà ở và công trình công cộng, đồng thời phát huy loại hình du lịch canh nông đảm bảo yêu cầu bảo vệ tối đa, đa dạng sinh học, địa hình, cảnh quan tự nhiên văn hóa của địa điểm và giảm phát thải khí nhà kính, có cơ sở hạ tầng đồng bộ. Trong đó, quy mô diện tích khoảng 180 ha trên một làng đô thị xanh và dân số khoảng 1.500 đến 2.000 dân. Cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp khoảng 70%, diện tích đất ở và công trình công cộng khoảng 30% trên diện tích đất quy hoạch, riêng đất cây xanh công cộng tối thiểu là 50%. Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, từ nay đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu xây dựng mới thêm 30 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản địa phương đến các thị trường cao cấp. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 120 chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, có hợp đồng liên kết lâu dài. Với sự tham gia liên kết của 75 doanh nghiệp, 35 hợp tác xã, 42 tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ và trên 12.500 hộ nông dân. Phần lớn nông dân đã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, 68 chuỗi liên kết đã được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Hiện nay, tại Lâm Đồng có trên 8% sản lượng rau, gần 2% sản lượng hoa, trên 10% sản lượng cà phê và 97% sản lượng sữa tươi được tiêu thụ qua hợp đồng. Các sản phẩm tiêu thụ qua chuỗi, đặc biệt là đối với các sản phẩm rau củ tươi tiêu thụ tại các thị trường cao cấp, tăng giá trị sản phẩm cao hơn từ 20 đến 25%. Theo kế hoạch, giai đoạn từ nay đến 2020, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu xây dựng mới thêm 30 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm, trong đó có 6 chuỗi cấp tỉnh và 24 chuỗi cấp huyện. Một tin vui cho những nông dân trồng cà chua, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm ra cách loại bỏ được mối lo về bệnh héo rũ do vi khuẩn Rhizoctonia solanacearum, một dịch bệnh có thể gây tổn thất từ 50 tới 100% ruộng cà chua, phương pháp ghép giống họ cà. Ngành nông nghiệp Lâm Đồng cho biết tại địa phương công nghệ ghép giống được sử dụng rộng rãi trong sản xuất rau hoa tại Lâm Đồng. Điển hình là công nghệ kỹ thuật ghép cà chua ớt ngọt. Hiện công nghệ này được ứng dụng trên 222 cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống rau họ cà với diện tích 84 ha. Hàng năm cung cấp cho sản xuất từ 270 triệu cây giống rau họ cà các loại, đáp ứng đủ nhu cầu giống phục vụ sản xuất.
Tiến bộ kỹ thuật này đã giúp người sản xuất loại bỏ được mối lo về bệnh héo rũ do vi khuẩn Rhaetolia solanaceorum, một dịch bệnh có thể gây tổn thất từ 50 đến 100% ruộng cà chua trước đó, góp phần tăng từ 25 đến 50% về năng suất sản lượng cà chua của Lâm Đồng. Nhờ sự đầu tư của các cấp chính quyền đã kịp thời đáp ứng và nâng cao nhu cầu khám chữa bệnh cho người nông dân, giảm tỷ lệ vượt tuyến và chi phí khám chữa bệnh cho người dân nông thôn. Thu hút đầu tư có hiệu quả sẽ thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương, là những thông tin tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Thời gian qua, nhờ sự đầu tư đồng bộ của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, nên đến nay 98% đường liên xã tại tỉnh Lâm Đồng đã được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa. Đến nay, 100% các xã trong tỉnh Lâm Đồng đã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa bê tông với tỷ lệ đạt 98%, tăng gần 46% so với năm 2008, thời điểm bắt đầu thực hiện nghị quyết 26 của Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ngoài ra, các trục đường thôn bản cũng được nhựa hóa 87%, đường nội đồng nhựa hóa 77%, tăng 47% so với năm 2008. Đây là kết quả của việc huy động nhiều nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó mạnh mẽ nhất là chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc đầu tư phát triển giao thông nông thôn đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt sản xuất của người dân, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn tỉnh Lâm Đồng. Thông tin trên lĩnh vực y tế, từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư xây mới và sửa chữa 10 bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện, xây mới 89 trạm y tế xã, phường, thị trấn, với tổng kinh phí trên 357 tỷ đồng. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết 26 Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư xây mới và sửa chữa 10 bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện, xây mới 89 trạm y tế xã, phường, thị trấn, với tổng kinh phí trên 357 tỷ đồng. Từ đó góp phần hoàn thiện mạng lưới cơ sở y tế toàn tỉnh. Đến nay, Lâm Đồng đã có 17 đơn vị y tế tuyến tỉnh, 12 trung tâm y tế huyện, thành phố và 147 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Trong đó, 85% trạm y tế có bác sĩ, 95,3% thôn bản có nhân viên y tế, 100% trạm y tế có nữ hội sinh và y sĩ sản nhi, 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn có trang thiết bị cơ bản theo quy định của Bộ Y tế. Nhờ sự đầu tư trên đã kịp thời đáp ứng và nâng cao nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, giảm tỷ lệ vượt tuyến và chi phí khám chữa bệnh cho người nông dân nông thôn, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển địa phương. Nhưng theo thống kê của ngành chức năng, đã có không ít dự án của các doanh nghiệp bị tỉnh thu hồi giấy phép. Nguyên nhân là do chậm tiến độ, đầu tư không đúng mục đích, gây ảnh hưởng đến mỹ quan, để bị lấn chiếm đất, nhất là lĩnh vực lâm nghiệp, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tỉnh Lâm Đồng cần có những giải pháp như thế nào để quản lý thực trạng này? Đồng thời, triển khai xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể ra sao để thu hút cũng như quản lý tốt các dự án đầu tư tại địa phương. Một theo dòng thời sự sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ kinh doanh địa ốc Việt Remax để nâng cấp tôn tạo cảnh quan phục vụ du khách tham quan thưởng lãm tại khu du lịch Thác Voi thuộc xã Gia Lâm và thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà. Thế nhưng trong thời gian dài cho đến năm 2015 thì doanh nghiệp này đã không đầu tư bất cứ hạng mục nào. Không đầu tư, không quản lý, doanh nghiệp này còn để hơn 3.000 m2 đất bị lấn chiếm xung quanh khu vực thác. Mà khác, hiện nay đơn vị tiếp nhận quản lý là công ty Thuận Việt cũng đang gặp nhiều bất cập, vướng mắc. Cái mong muốn của bên chúng tôi thì bây giờ yêu cầu các ban ngành và các cơ quan hữu năng có chức năng hỗ trợ cho Thác Voi, tức là bây giờ đề nghị thu lại cái Thác Voi này
tỉnh thu hồi của việc remat và giao lại cho công ty Thuận Việt làm chủ đầu tư. Nếu mà được tỉnh thu hồi và giao lại thì công ty cũng sẽ có cái hướng đầu tư mới và theo cái lời cam kết của chủ đầu tư với bên sở kế hoạch đầu tư sẽ làm mới thêm hơn và mở rộng thêm hơn. Khu du lịch Thác Voi huyện Lâm Hà chỉ là một trong số những dự án mà doanh nghiệp không triển khai thực hiện đầu tư theo cam kết với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Trong 10 tháng năm 2018, các cấp có thẩm quyền và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi chấm dứt hoạt động 18 dự án với vốn đăng ký đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Quy mô diện tích sử dụng đất là 2.150 ha. Trong đó dự án vốn đầu tư nước ngoài thu hồi chấm dứt hoạt động 1 dự án với vốn đăng ký đầu tư 68 tỷ. Dự án vốn đầu tư trong nước thu hồi chấm dứt hoạt động 17 dự án. Nguyên nhân của thực trạng nêu trên là do các doanh nghiệp chậm triển khai dự án đầu tư không đúng mục đích, không đủ năng lực tài chính để thực hiện. Thực tế này ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, làm mất đất, lấn chiếm đất, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực quy hoạch. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì các nhà đầu tư là đầu tư cầm chừng, đặc biệt là cá biệt là có một số các cái nhà đầu tư là xin dự án để chờ cơ hội sang nhượng, cho nên là tỉnh đã chỉ đạo sở kế hoạch đầu tư cũng như các ngành là rà soát và cương quyết thu hồi những các cái dự án này. Ngoài ra thì còn có một số các cái dự án là họ vi phạm các quy định về luật bảo vệ phát triển rừng. Và đây là một trong những cái mà tỉnh cũng đang rà soát và rất quyết liệt trong cái vấn đề là chúng ta phải thu hồi những các cái dự án này một cách cương quyết, không để kéo dài cái tình trạng ảnh hưởng đến cái môi trường đầu tư của tỉnh. Qua cái theo dõi của địa phương thì chúng tôi nhìn nhận là một số doanh nghiệp thì không tập trung vào toàn lực vào đầu tư thì dẫn đến thì cái hiệu quả nó không có, không hoạt động, người ta không thực hiện, cho nên là cái không giải quyết cái việc làm tại địa phương. Đây nó cũng là một cái bài toán khó mà cũng là khó khăn cho địa phương trong cái thời gian vừa qua. Hiện nay toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 900 dự án thu hút đầu tư trên các lĩnh vực gồm nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, trồng rừng kết hợp với du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, các dự án đầu tư tại các khu cụm công nghiệp. Không thể phủ nhận hiệu quả kinh tế xã hội mà các dự án mang lại, tạo ra các sản phẩm hàng hóa, đóng góp thu ngân sách của địa phương, giải quyết được việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh và nâng cao đời sống của người dân trong vùng dự án. Tuy nhiên, để có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp đến đầu tư vào địa phương, ngoài tập trung nguồn lực để phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thì giải pháp quan trọng nhất hiện nay của các cấp chính quyền là cần nâng cao chất lượng xúc tiến, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để khuyến khích doanh nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường và những vấn đề liên quan đến công tác đền bù và phóng mặt bằng để giao đất cho nhà đầu tư sản xuất kinh doanh, tập trung xử lý các doanh nghiệp chậm triển khai hoặc không triển khai dự án theo đúng cam kết. Chúng tôi là triển khai quy hoạch, lập các dự án, đấu thầu dự án về đất đai và hạ tầng. Thông qua đó là chúng ta đấu giá cái tiền đất đó để đầu tư trở lại cái khu quy hoạch và phát triển của thành phố. Năm thứ hai là tạo thuận lợi cho các hộ gia đình và các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ là để có điều kiện để phát triển về kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể. Việc thứ ba là các cái doanh nghiệp ở nơi khác đến và các tổ chức thì thành phố tập trung một số các cái tạo thuận lợi cho. Cái thứ nhất là cùng với các ngành phải giải quyết nhanh về thủ tục. Thứ hai là công tác giải phóng mặt bằng. Và cái thứ ba là tạo những thuận lợi trong quá trình triển khai. Cái thứ tư nữa là cùng với họ để làm sao mà có một cái đầu ra về hàng hóa. Sở kế hoạch đầu tư cũng đang xây dựng một cái cơ chế chính sách đặc thù để triển khai cái nghị định 57 để hỗ trợ các cái nhà đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Ngoài ra thì bên Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đang phối hợp với các sở ngành trình một cái cơ chế hỗ trợ các cái nhà đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo cái hình thức liên doanh liên kết. Trong lĩnh vực về cải cách hành chính thì tỉnh cũng đã thành lập trung tâm hành chính. Đây cũng là một trong những các cái điều kiện để tháo gỡ những các cái thủ tục về hành chính, rồi những các cái giải quyết nhanh gọn cho nhà đầu tư trong cái quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư. Thu hút đầu tư có hiệu quả sẽ thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động tại mỗi địa phương. Với những tiềm năng thế mạnh hiện có của mình, tỉnh Lâm Đồng nói chung và các địa phương trong tỉnh nói riêng đang là điểm đến lý tưởng của nhiều doanh nghiệp trong nước cũng như trên thế giới. Tuy nhiên, để điều này trở thành hiện thực, thiết nghĩ tỉnh Lâm Đồng cần sớm khắc phục một số hạn chế trong thu hút đầu tư, đồng thời triển khai có hiệu quả những giải pháp nêu trên.
Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Nhằm đẩy mạnh giao thương hàng hóa, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân khu vực ba xã là Đạ Tông, Đạ Mờ Rông và Đạ Long, huyện Đam Rông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Quang Vĩnh Phát, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, xây dựng chợ tại xã Đạ Tông. Theo đó, công trình có diện tích 4.000 m2, tổng mức đầu tư là 17 tỷ đồng. Chợ Đạ Tông là công trình đầu tiên được đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa của huyện Đam Rông, sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6 năm 2019. Ba xã Đầm Ròn, huyện Đam Rông thuộc khu vực vùng sâu vùng xa của huyện với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Việc đầu tư xây dựng chợ tại đây sẽ tạo điều kiện trong tiêu thụ hàng hóa, nông sản tại các xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Bằng nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn dự án khác, huyện Di Linh đã được đầu tư trên 20 tỷ đồng để xây dựng 3 trường mầm non tại địa phương là mầm non xã Liên Đầm, mầm non Hòa Ninh và trường mầm non Vành Khuyên thị trấn Di Linh. Ngành giáo dục huyện cho biết các dự án được thực hiện theo tiến độ, đảm bảo chất lượng theo đúng cam kết của các đơn vị thi công. Việc đầu tư xây dựng thêm 3 trường mầm non ở các địa phương nêu trên sẽ góp phần giúp nâng cao chất lượng giảng dạy học tập của thầy cô giáo và các em học sinh ngày một tốt hơn, đồng thời hoàn thiện tiêu chí về trường học trong xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện. Chiều 29 tháng 11, Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh khối và đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề Thắng lợi ngoại giao của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, giai đoạn 1954-1975. Trên 200 cán bộ và đoàn viên khối các cơ quan tỉnh đã được Đại tá Thạc sĩ Đinh Xuân Thủy, Phó chủ nhiệm khoa Mác Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc Học viện Lục quân ôn lại chặng đường chiến đấu vẻ vang của dân tộc và sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của nhà nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây là bài học có giá trị trường tồn và là cơ sở để Đảng ta có những chủ trương và quyết sách phù hợp, từng bước làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Từ buổi sinh hoạt chính trị này nhằm giúp cho cán bộ đoàn viên nhận thức đầy đủ, đúng đắn những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Sáng ngày 1 tháng 12, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Thành đoàn Đà Lạt và Liên đoàn Vô Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Liên hoan võ thuật Vô Việt Nam Việt Võ Đạo lần thứ tư. Hơn 200 vận động viên thanh thiếu niên nhi đồng đến từ 22 câu lạc bộ Việt Nam trong toàn tỉnh tham gia thi đấu ở các nội dung quyền và đối kháng theo thể thức loại trực tiếp với hai nhóm tuổi từ 8 đến 16, từ 16 đến 35 tuổi ở các hạng cân từ 42 kg đến 57 kg dành cho cả nam và nữ. Theo đánh giá của ban tổ chức, năm nay các đoàn có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là về lực lượng ngày càng được trẻ hóa, nên chất lượng chuyên môn của giải khá cao, hứa hẹn nhiều pha tranh tài hấp dẫn đối với người xem. Thông qua giải lần này, các đơn vị sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá quá trình giảng dạy luyện tập tại các đơn vị câu lạc bộ, từng bước có kế hoạch hỗ trợ phát triển bộ môn này trong thời gian tới, đồng thời tuyển chọn các vận động viên có trình độ chuyên môn tham gia các giải trong khu vực và toàn quốc. Phần tin trong nước và quốc tế. Sau khi các chương trình thí điểm kết thúc, thì hầu hết tỷ lệ tái bảo hiểm nông nghiệp tại các địa phương thấp, tuy thiệt hại do thiên tai vẫn thường xuyên xảy ra. Tuy tỷ lệ tăng lương nhanh chóng mặt tại các nước đang phát triển và mới nổi, nhưng mức lương chung của châu Á vẫn còn kém xa các nước phát triển. Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 43,7 tỷ đô la Mỹ trong tháng 11 vừa qua, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điện thoại và linh kiện tăng cao nhất là 49,8%, tiếp đó là giày dép, hàng dệt may. Đứng sau Hoa Kỳ là EU, Trung Quốc, thị trường ASEAN với kim ngạch đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Về thị trường nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11 ước đạt 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,1% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 216,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 86,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,6%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 130,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,3%. Nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra và thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới,
Diễn đàn Quản trị sự thay đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa đã được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn mang đến cho các cấp quản lý lãnh đạo doanh nghiệp những tư duy, nhận thức quan trọng, cũng như các công cụ và phương pháp trong công tác quản lý lãnh đạo sự thay đổi. Tại diễn đàn, các nhà quản lý, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp nhà nước đã đối thoại, trao đổi thẳng thắn về cơ chế chính sách và thực trạng cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Cùng với đó, trao đổi về những rào cản vướng mắc đối với tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đối với tiến trình cổ phần hóa. Thông qua trao đổi, thảo luận, góp ý các chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp nhà nước đã đưa ra những đánh giá khách quan về vai trò của thiết chế hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Trong 10 năm thực hiện nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đã có rất nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn được ban hành. Trong đó phải kể đến chính sách bảo hiểm nông nghiệp. Với đặc thù một nền nông nghiệp thường xuyên đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, thì bảo hiểm được kỳ vọng là một công cụ giúp giảm thiểu thiệt hại cho người nông dân. Thế nhưng, sau khi các chương trình thí điểm kết thúc, thì hầu hết tỷ lệ tái bảo hiểm tại các địa phương thấp, thậm chí đã dừng lại chương trình bảo hiểm. Những ngày vừa qua, bão số 9 đã gây thiệt hại trên diện rộng từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đến các tỉnh Đông Nam Bộ. Ước tính sơ bộ có hơn 15.000 hectare cây trồng và thủy sản bị thiệt hại. Nhiều diện tích rau màu, cây ăn quả chuẩn bị cho thu hoạch đã bị thất thu do mưa bão. Thiệt hại cho em nếu dân này là thiệt hại của em là 80%. Đơn cử câu chuyện ở Thanh Hóa, nhiều hộ nuôi thủy sản bị thiệt hại do bão số 10 năm 2017. Đến nay vẫn treo ao vì không còn vốn tái đầu tư. Đã hơn một năm trôi qua, việc hỗ trợ thiệt hại mới đang trong quá trình làm thủ tục. Tỉnh cũng đã lại tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính. Thế là phối hợp với các ngành liên quan và đặc biệt là với các huyện có một cái cuộc họp để lại xem xét lại cái vấn đề là hỗ trợ cho cơn bão số 10. Thực tế này cho thấy chính sách bảo hiểm là rất cần thiết đối với những hộ nông dân. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện, các địa phương vẫn đang loay hoay tìm cách làm và bảo hiểm nông nghiệp vẫn chỉ dừng lại ở mức thí điểm. Cái vấn đề xác định thiệt hại cái mức nào để mà đền bù và khi nào là đền bù, khi nào là hỗ trợ thì đấy là một cái vấn đề chúng ta còn phải tiếp tục là nghiên cứu thử nghiệm và đề ra một cái mức nào đấy để tất cả các bên có thể là chấp nhận được. Đáng tiếc là cho đến nay đấy, thì cái bảo hiểm nông nghiệp của chúng ta đấy, là vẫn còn ở trong cái mức độ là thử nghiệm một số mặt hàng, thử nghiệm một số địa bàn. Thì tôi nghĩ rằng là cái kinh nghiệm trên thế giới đấy thì họ làm rất tốt cái chuyện bảo hiểm nông nghiệp và họ phải làm bằng các tập đoàn tài chính lớn để mà nó chia sẻ bớt cái rủi ro đi. Thì tôi nghĩ là việc liên kết với các tập đoàn tài chính mạnh, việc gắn bó với các cái hoạt động nghiên cứu khoa học là những việc làm mà chúng ta còn thiếu. Chương trình bảo hiểm nông nghiệp đã được triển khai từ năm 2011 với những mô hình thí điểm trên cây lúa, vật nuôi và thủy sản ở 20 tỉnh thành trên cả nước. Các chuyên gia khẳng định muốn để nông dân yên tâm sản xuất, ngân hàng yên tâm đầu tư thì phát triển bảo hiểm là công cụ cần thiết. Vậy nhưng sau gần 10 năm vẫn chưa thể nhân rộng. Mưa lũ từ hoàn lưu cơn bão số 9 trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng cho tỉnh Ninh Thuận, nhất là đối với sản xuất nông nghiệp. Nhiều diện tích cây trồng chủ lực như táo, nho, mang tây xanh và nhiều loại cây khác có giá trị kinh tế đang phải chịu cảnh ngập lụt kéo dài, thiệt hại vô kể cho người dân. Thời điểm hiện tại, mặc dù đã hết mưa trời nắng, nhưng một số địa phương ở các huyện Thuận Nam, Ninh Phước, Thuận Bắc và Ninh Hải vẫn còn đối mặt với tình trạng ngập lụt. Nhiều diện tích hoa màu vẫn ngập sâu trong nước. Nhà làm xào rửa nho, giờ đang chín bói một hai trái táo, mưa gió nứt nét tùm lum tà la vậy đó. Nhiều nông dân các địa phương vùng trũng thấp ở Ninh Thuận đã phải bỏ ra không ít kinh phí để bơm nước tiêu úng liên tục cho cây trồng, đồng thời phải thuê nhân công đến tỉa, bỏ đi những trái bị nứt. Chỉ mong vớt vát lại ít vốn đã đầu tư trong vụ. Nhiều nơi ngập lâu, người dân cũng không mặn mà để bỏ kinh phí bơm tiêu úng, đành bỏ mặc cây trồng trong cảnh ngập lụt. Trong thời gian kỳ nho bắt đầu đang chín bói, gặp cơn bão số 9 này nó mưa, nho đang chín, nứt nhiều, hư cũng hơn 50%. Khó khăn cho bà con. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, mưa lũ từ hoàn lưu cơn bão số 9 đã làm hơn 4.200 hectare cây trồng, trong đó có hàng trăm hectare cây trồng chủ lực là nho, táo và măng tây xanh bị ngập.
hiện nay còn khá nhiều diện tích cây trồng bị ngập sâu, khả năng mất trắng là khó tránh khỏi. Ngành nông nghiệp tỉnh đang phối hợp với các địa phương kiểm tra, có giải pháp để sớm hỗ trợ người dân bị thiệt hại, khôi phục lại sản xuất kịp vụ đông xuân tới. Thưa quý vị và các bạn, họa sĩ Suman là một trong những người con của Tây Nguyên vinh dự được gặp Bác Hồ. Trong chặng đường sáng tạo nghệ thuật của mình, Bác Hồ luôn là chủ đề xuyên suốt của các tác phẩm của họa sĩ người Ba Na này. Bên cạnh những nét độc đáo thể hiện bản sắc riêng trong tranh vẽ, thì đến thời điểm này, Suman là họa sĩ Tây Nguyên đầu tiên và duy nhất vinh dự nhận được giải thưởng nhà nước cho các tác phẩm của mình. Họa sĩ Suman, những gì còn lại là chủ đề của triển lãm đang được tổ chức tại Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2018 tại tỉnh Gia Lai. Hơn 50 năm cầm bút, họa sĩ Suman đã vẽ hàng ngàn bức tranh, chủ yếu là tranh sơn mài, sơn dầu và không giữ lại cho riêng mình tác phẩm nào. Tác phẩm của ông thường là những bố cục rất đông người với vô vàn họa tiết trang trí gắn trên kiến trúc, trang phục, đạo cụ, tạo nên những cảnh tượng tươi vui náo nhiệt mà không kém phần tôn nghiêm giữa không gian tôn nghiêm của núi rừng cao nguyên hoang dã. Là người lặng lẽ, ông vẽ chỉ để cho và tặng với bút pháp tả thực tự nhiên, mộc mạc và sống động qua mỗi nét vẽ từng chủ thể. Đa dạng trong phong cách thể hiện, song tranh vẽ của ông chủ yếu là núi rừng, con người Tây Nguyên và Bác Hồ. May mắn trong cuộc đời của Suman năm 1962 thì ông đã được gặp Bác Hồ ở tại Hà Nội, và có lẽ là cái ấn tượng về Bác Hồ thời kỳ đấy nó đã quá mạnh mẽ và nó in dấu ở trong tâm trí ông, khiến cả cuộc đời ông, khiến tất cả những cái sáng tác của ông đều có hình dáng của Bác. Thì Suman, trong những câu chuyện mà khi Suman còn sống, chúng tôi có nói chuyện với ông cũng thường nhắc đến Bác Hồ, và ông nhắc đến cái gặp gỡ Bác Hồ như là một cái niềm tự hào, một cái sự vinh dự của những người Tây Nguyên. Thì các tác phẩm của Suman giúp cho chúng ta hiểu thêm về tấm lòng của người Tây Nguyên yêu kính Bác Hồ như thế nào. Suman là một họa sĩ phải nói là hàng đầu của người Tây Nguyên. Về ông viết, ông vẽ về dân tộc Ba Na và đồng thời là về đồng bào Tây Nguyên, chủ yếu là với tình cảm của đồng bào Tây Nguyên đối với Bác Hồ, với lại cách mạng. Trong những năm được đào tạo thì ông ấy vẽ, nghĩa là ông ấy suốt ngày suốt đêm ông vẽ. Thì như ông Đỗ Phấn ông nói một câu rất là hay là ở trên thế gian này thì không kiếm được ai mà như ông Suman, vì ông Suman không thể làm được điều gì xấu cả. Chính vì những phong cách riêng và độc đáo ấy mà năm 1974, khi còn là sinh viên trường mỹ thuật Việt Nam, tranh của Suman đã vinh dự có mặt trong Bảo tàng Quốc gia Việt Nam, và năm 1976, ông đã đạt giải A toàn quốc về hội họa. Năm 2012, họa sĩ Suman được truy tặng giải thưởng nhà nước cho các tác phẩm Bác Hồ với tình yêu Tây Nguyên, Bác Hồ với Tây Nguyên, Ngày hội trên Tây Nguyên, Bình minh trên núi rừng Tây Nguyên. Nằm trong các hoạt động lễ hội của Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên 2018 tại Gia Lai, những tranh ảnh tư liệu về họa sĩ Suman do Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ, trưởng phòng quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cùng các cộng sự, các công sưu tầm trong hơn 5 năm qua sẽ được trưng bày tại đường Anh Hùng Đúc từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Điều đặc biệt là nhiều hình ảnh tư liệu lần đầu tiên được công bố tại triển lãm. Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, nhờ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn so với các khu vực khác, tỷ lệ tăng tiền lương trung bình của các nước châu Á trong năm 2017 gần gấp 10 lần so với các nước thuộc nhóm các nền kinh tế lớn G20. Cụ thể, tỷ lệ tăng tiền lương trung bình của các nước châu Á là 3,5% trong năm 2017, gần gấp 10 lần so với mức tăng chỉ có 0,4% của các nước G20, trong đó những nước như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam nằm trong top dẫn đầu. Tuy nhiên, bất chấp tỷ lệ tăng lương nhanh chóng tại các nước đang phát triển và mới nổi, mức lương chung của châu Á vẫn còn kém so với các nước phát triển. Mức lương trung bình của các nước G20 khoảng $3,250 một tháng, trong khi lương trung bình của châu Á chỉ khoảng $1,550 một tháng. Lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, lượng khí thải nhà kính đã tăng cao. Theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc, điều này chứng tỏ chúng ta đang bị chậm chân trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Cụ thể, lượng khí nhà kính thải ra môi trường trong năm 2017 đã tăng lên mốc kỷ lục mới là 53,5 tỷ tấn. Theo các nhà khoa học, để nhiệt độ thế giới tăng dưới 2 độ C như mục tiêu đề ra, các nước cần nỗ lực gấp 3 lần hiện nay.
Còn để đạt được mục tiêu tham vọng hơn, nhiệt độ chỉ tăng 1,5 độ C, các nước sẽ cần cố gắng gấp 5 lần hiện tại. Tăng trưởng kinh tế được cho là nguyên nhân khiến lượng khí thải carbonic trong năm 2017 tăng. Liên Hợp Quốc ước tính vào năm 2030, khí thải nhà kính có thể vượt thêm 13 đến 15 tỷ tấn, nhiều hơn mức cần để giữ mức tăng nhiệt độ thế giới ở mốc 2 độ C trong thế kỷ này. Theo hãng tin CNN, các nhà khoa học đang đề xuất một ý tưởng mới lạ để đối phó với biến đổi khí hậu. Đó là sẽ phun chất hóa học càng ánh nắng mặt trời lên bầu khí quyển của trái đất. Đây được kỳ vọng là giải pháp hiệu quả trong nỗ lực ngăn chặn sự ấm lên toàn cầu. Phương pháp mới có tên phun aerosol tầng bình lưu do các nhà khoa học tại Đại học Harvard và Yale, Mỹ đề xuất. Để thực hiện kỹ thuật này, các nhà khoa học cho biết sẽ phun một lượng lớn các hạt sunfat vào tầng bình lưu thấp của trái đất ở độ cao ít nhất 20 km. Lượng sunfat sẽ được đưa lên tầng bình lưu bằng các loại máy bay, bóng bay hoặc các khẩu pháo đặc biệt. Dự kiến phương pháp này sẽ giảm đi một nửa tốc độ ấm lên toàn cầu. Theo ước tính, tổng chi phí để triển khai hệ thống mới trong 15 năm tới là khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ một năm. 15 năm tiếp theo sẽ là 2,25 tỷ đô la Mỹ một năm. Giới khoa học đánh giá về mặt lý thuyết thì giải pháp này hoàn toàn khả thi, thế nhưng cũng rất tham vọng và cần thời gian nghiên cứu lộ trình thực tế cụ thể. Hiện khoảng 30 triệu người trên thế giới dưới 19 tuổi nhiễm HIV, và nếu không được phòng ngừa tốt, đến năm 2030 sẽ có khoảng 80 trẻ vị thành niên chết vì căn bệnh thế kỷ này mỗi ngày. Đây là cảnh báo được Quỹ Di động Liên Hợp Quốc UNICEF đưa ra. Báo cáo của UNICEF có tiêu đề Trẻ em HIV và AIDS Thế giới vào năm 2030 cho biết số người mắc AIDS dẫn đến tử vong và nhiễm trùng mới đang giảm. Số ca lây nhiễm từ mẹ sang con giảm khoảng 40% trong 8 năm qua, nhưng trẻ em gái vẫn chiếm khoảng 2/3 tổng số ca nhiễm HIV ở trẻ vị thành niên. Hơn một nửa trẻ em có nguy cơ tử vong vì AIDS chưa đến 5 tuổi. Báo cáo cũng đánh giá thế giới đang đi đúng hướng trong việc loại bỏ căn bệnh thế kỷ, tuy nhiên không thể chiến thắng trong cuộc chiến này nếu không đẩy nhanh tiến độ ngăn chặn lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Ngoài ra, khoảng 2 triệu ca nhiễm mới có thể được ngăn chặn vào năm 2030 nếu các mục tiêu toàn cầu được đáp ứng, đồng nghĩa với việc cung cấp khả năng tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV, xét nghiệm và chẩn đoán. Mặt nạ cổ bằng đá sa thạch có niên đại 9.000 năm tuổi vừa được ra mắt công chúng tại Bảo tàng Quốc gia Israel ở Jerusalem. Cổ vật được tìm thấy trên một cánh đồng gần khu định cư Pehever, phía nam Hebron Hills, thuộc khu bờ Tây. Mặt nạ có kích thước tương tự như mặt người, được làm hoàn toàn bằng đá sa thạch màu hồng và màu vàng. Độ nhẵn nhụi cao, với những chi tiết trên khuôn mặt có sự đối xứng và hoàn thiện, thậm chí là nổi bật xương gò má. Các chuyên gia khảo cổ tin rằng nó có mối liên hệ chặt chẽ với sự khởi đầu của một xã hội nông nghiệp cổ đại. Mặt nạ có niên đại từ thời kỳ tiền đồ đá mới, thuộc thời kỳ đồ đá cách đây 9.000 năm tuổi. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu chiếc mặt nạ từ đầu năm 2018. Nhóm nghiên cứu tin rằng con người cổ đại đã sử dụng cổ vật này để đeo hoặc gắn lên những bức tượng trưng bày như một phần của nghi thức tôn giáo. Đây là phát hiện cực hiếm khi chỉ có 15 chiếc tương tự được tìm thấy trên toàn thế giới. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ông Dương Quang Huy, bí thư chi bộ tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, người thực hiện lời dạy lấy dân làm gốc của Bác qua những chương trình hoạt động luôn sát dân, gần dân. Khéo léo tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, thực hiện đúng và đầy đủ chủ trương của địa phương trong thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Dương Quang Huy, bí thư chi bộ tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, luôn khắc sâu lời dạy của Bác, lấy dân làm gốc. Vì thế, các chương trình hoạt động của chi bộ đề ra luôn sát dân, gần dân. Trên tinh thần, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh, có phần xây dựng vùng quê Lạc Dương ngày càng khởi sắc. 6 giờ 30 phút mới là thời gian bắt đầu buổi chào cờ sáng thứ hai tuần đầu tháng. Thế nhưng, chưa đến 6 giờ, ông Dương Quang Huy, bí thư chi bộ tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương,
đã có mặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ dân phố. Ông cẩn thận sắp xếp lại bàn ghế, kiểm tra lại âm thanh để buổi lễ chào cờ được diễn ra thật trang trọng. Buổi chào cờ này là chương trình sinh hoạt định kỳ của chi bộ tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương suốt gần 3 năm nay. Tại đây, sau nghi thức, các đảng viên trong các tổ đảng được phân công kể mẫu chuyện về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó đã giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân. Từ đó giúp nhau giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo động lực phát triển kinh tế. Khi đọc được chi ủy, chi bộ phân công đọc về các bài đọc về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì bản thân tôi thì rút ra được rất là nhiều bài học như tinh thần tiết kiệm, thể hiện các tinh thần của thanh niên xung phong, các công việc từ giờ giản dị nhưng mà rất là thiết thực trong đời sống. Nhằm xây dựng tổ dân phố khang trang hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng bộ mặt nông thôn mới, Bí thư chi bộ Dương Quang Huy xác định, một trong những nhiệm vụ quan trọng là vận động nhân dân hiến đất, hiến cây làm đường giao thông. Nhờ sự tuyên truyền vận động của ông Huy và các thành viên trong chi bộ, nhân dân tổ dân phố Đồng Tâm đã hiến hơn 7.000 mét vuông đất, hàng ngàn cây xanh các loại để đầu tư nâng cấp gần 2 km đường giao thông. Người dân cũng đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để làm lại cổng, hàng rào và xây dựng cảnh quan, trồng cây hai bên đường. Khó khăn, cái trở ngại nhất là cái lãnh đạo của chi bộ trong những năm vừa qua là cái công tác vận động và tập hợp nhân dân để nhân dân đó là hiểu rõ được cái mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Và trong đó thì chi bộ cũng đã tập trung cái sự lãnh đạo vào cái việc vận động nhân dân hiến hơn 7.000 mét vuông đất để làm đường Lam Giang, đường Đồng Tâm, đường Nguyễn Thị Thuật trong 6 năm vừa qua. Là bộ đội cụ Hồ về hưu, đến nay ông Dương Quang Huy đã có 6 năm đảm nhận vai trò bí thư chi bộ tổ dân phố Đồng Tâm. Không những tạo ra nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, ông còn nỗ lực hết mình cùng với các đảng viên xây dựng chi bộ tổ dân phố Đồng Tâm trở thành một điểm sáng cho các chi bộ ở địa phương học tập noi theo. Đồng chí là một người rất là năng nổ, nhiệt tình. Đồng chí luôn luôn vận động các đảng viên trong chi bộ cũng như là nhân dân ở trong tổ dân phố Đồng Tâm thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của đảng như là pháp luật của nhà nước, của nội quy của chi bộ được đề ra. Với những kết quả đã đạt được suốt những năm qua, ông Huy trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân thực hiện lối sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn các phong tục tập quán, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.